Hello, hôm nay chúng ta quay lại với Lộc Trời nhé. Hôm nọ thì mình cũng bắt đầu vào đến đảo Cổ Đông rồi. Và chúng ta đang ở dừng lại ở chỗ phần thảo luận đại hội. Và liên quan đến biên bản ở trang thứ 4/11. Chúng ta sẽ thử cái đấy xem như nào. Biên bản đây. Và đúng rồi, 11 đây rồi. Hôm đấy thì đại khái có nhớ hỏi là cái quỹ IFC đúng không? Người ta có hỏi. Và đây rồi. AFC Việt Nam Fund đây, Limited cổ đông số 51 là câu hỏi đúng không? Họ hỏi về cái hợp đồng với Syngenta đúng không? Đây là một công ty của ở Ba Sen Thụy Sĩ đúng không? Nhưng bây giờ thì Trung Quốc nó mua lại rồi. Và như vậy là sở hữu thì là Trung Quốc đúng không? Gốc gác thì là ở châu Âu. Khả năng là ngày xưa chắc là Lục Trời có ký với chuyên phân phối thuộc về tập đoàn cho cái tập đoàn này đúng không? Bây giờ thì hình như là năm vừa rồi là cắt đúng không? Kế hoạch về mảng vật tư nông nghiệp là gì khi không còn doanh thu từ sản phẩm Syngenta đúng không? Rồi đúng không? Mảng lương thực thực phẩm vẫn đang lỗ, giải pháp đúng không? Ở đây chính là gạo. Đề nghị công ty có tổ quan hệ cổ đông để cung cấp thông tin chính thống và giải đáp cho cổ đông đúng không? Như vậy là ông Nguyễn Duy Thuận đúng không? Trả lời câu hỏi này. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử luôn. Hôm nọ thì mình mang máng thôi, nhìn chung thì như là mấy hôm nay Lộc Trời vẫn đang ở 37. Và mấy hôm nay vẫn đang ở trong cái vùng loanh quanh thôi, nhưng mà đặc biệt hôm nay thu nhập cái thanh khoản đúng không? Siêu thấp đúng không? Hôm nay khớp còn không đủ 100 ngàn và cực kỳ thấp. Và vậy là gần đây thì thị trường chứng khoán thanh khoản cũng rất thấp đúng không? Hôm nay đủ khoảng 10.000 HD thôi, không có gì cả. Đây, câu trả lời thì đây là Lộc Trời là không bị hưởng gì từ những cái chấm dứt hợp đồng với một đối tác phân phối đúng không? Và chúng tôi luôn sẵn sàng trong mọi hoạt động đúng không? Lợi nhuận công ty cũng hầu như không thể đổi so với cùng kỳ đúng không? Như vậy là họ cũng đã ước lượng khá chính xác. Và quý 1 năm năm nay đúng không? 183, năm ngoái 181 đúng không? Năm ngoái doanh thu 2004 và năm nay doanh thu là 2003. Như vậy cũng na ná thôi. Và họ cũng ước đây rồi. Lộc Trời có 6 ngành đúng không? Nông sản, LTA giống cây trồng, LTS dịch vụ nông nghiệp, vật tư nông nghiệp đây đúng không? Chủ lực đây báo tuổi thực vật đây. Nông sản đây chắc là gạo rồi. Và giống cây trồng là một ngành ứng cử viên khác đúng không? Còn lại các ngành còn lại thì mình thấy rất là nhỏ. Cơ doanh thu và lợi nhuận của 6 ngành sẽ tăng trưởng theo tiến độ mỗi ngành, và chúng tôi có kế hoạch cụ thể cho từng năm, đúng không? Từng ngành và mỗi năm. Chúng tôi có thể chia các cái định hướng tiềm năng 6 ngành như sau, đúng không? Và rất dài. LTV đúng không? Tức là cái mảng thuộc về thực vật đây đúng không? Có các nước được tổ chức chặt chẽ theo vùng. Ở đây thì chia thành 6 ngành đúng không? Mảng chủ lực đây đúng không? Có hệ thống phân phối rộng các nước được tổ chức chặt chẽ theo vùng, có nhà máy sản xuất sản phẩm riêng. Và như vậy có cả nhà máy riêng, có nhiều đối tác khu vực quốc tế để lựa chọn được các sản phẩm tốt nhất đúng không? Cân bằng giữa hữu cơ sinh học và hóa học trong xử lý mùa vụ, cam kết của công ty là đến năm 2030 đúng không? 30% danh mục thuốc bảo vệ thực vật của LTV là sinh học. Đồng bằng sông Cửu Long là chúng tôi sẽ nỗ lực giảm 1 triệu lít hóa chất phun xịt xuống đồng ruộng mỗi năm để đảm bảo môi trường và sức khỏe nông dân đúng không? Nghe rất có vẻ hợp lý đúng không? Vậy là mảng LTV đúng không? Mảng vật tư nông nghiệp đúng không? Họ có kinh nghiệm đúng không? Mạng lưới phân phối rộng đúng không? Rồi thậm chí là có nhà máy sản xuất riêng đúng không? Rất đặc biệt. Có nhiều đối tác đúng không? Chắc là họ cân bằng giữa hữu cơ sinh học gì đấy đúng không? Đấy là mảng đầu tiên. Mảng LTS đúng không? Là liên quan đến mảng dịch vụ nông nghiệp cùng nông dân tổ chức sản xuất lớn để có được hiệu quả từ quy mô trên quy mô lớn, hiệu quả của cơ giới đồng bộ hóa cũng như ứng dụng khoa học cân bằng hữu cơ hóa học sinh học đúng không? Cân bằng đến nông dân đối tác và cổ đông giúp cho LTF đạt được hiệu quả. Và như vậy là
Mạng lưới TF này là hỗ trợ nông dân, đúng không? Vụ nông nghiệp, đúng không? Để hỗ trợ. À, để mình tóm tắt như vậy. Mạng LTF, giống cây trồng. Vâng, theo như doanh thu, đúng không? Doanh thu đang hiện ra thì thời điểm quý quý 1, đúng không? Quý 1 2022 thì thuộc về thực vật là doanh số là chỉ là số 2 thôi, năm ngoái là số 1. Lương thực thì lại lên số 1, đúng không? À, là số 1 là gạo, đúng không? Giống cây trồng kia, còn lại những cái mảng khác là mình cho là rất là nhỏ. Vâng. Thế còn đây là giá vốn, đúng không? 908 mà giá 408 như vậy là lãi 500 tỷ, như vậy là chưa đến 50%. Và khoảng 50% thôi. Vâng, bị lãi cực kỳ cao. Mảng lương thực, đúng không? 1183 kia là 1165 như vậy chỉ có 17 tỷ. Như vậy nếu mà trừ cả chi phí vận hành nữa, khả năng cao có thể là lỗ như bên AFC người ta đề cập. Mảng hạt giống cây trồng, đúng không? Năm nay doanh số giảm, nhưng mà chỉ có mỗi gạo là doanh số tăng thôi, đúng không? Những cái mảng ra lợi nhuận thì mình thấy đều doanh số đều giảm. Hôm nay cái biên này 36 tỷ, năm ngoái là 47 tỷ, đúng không? Như vậy giống cái chồng cũng đi xuống. Và các bạn còn lại nhỏ thôi, đúng không? Đấy là trên cái thông số mình coi được, đúng không? Như vậy là đấy là LTF. Và đứng đầu về giống lúa đang mở rộng. Các giống cây trồng khác như bắp. Và như vậy là lãi sẽ tăng dần, đúng không? Nhờ mở rộng, à, mình xem mở rộng vùng trồng các loại cây này. Và như vậy là ngoài cái lúa thì có cả bắp, đúng không? Hiện đang đứng đầu với lúa. Đang tiến sang bắp, cây ăn trái và rau màu, đúng không? Cái của bên giống cây trồng, đúng không? Mảng này vẫn còn có lợi nhuận thực, đúng không? Đúng rồi, lợi nhuận thực ở đây là chính là thu về thực vật và giống cây trồng. Và chạy tiếp. Và mảng mảng tiếp đây, đúng không? Mảng thứ thứ tư LTL, đúng không? Mình vừa nãy coi là cái gì, logistics, đúng không? Này chỉ là hỗ trợ thôi. Và này mang tính chất hỗ trợ. Ở đây doanh số không biết họ công bố không, nhiều khả năng chui vào khác rồi, đúng không? Tức là chỉ có 47 tỷ, giá 426 được khoảng 20, nói chung cũng chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi. Đã được tổ chức này đúng không? Và LTL Logistics, thậm chí như là không biết bao bì có dính vào đây không. Bảo quản mạng, mảng này thì mình bỏ qua đi. Mảng LTI, LTI thì theo như họ đang nói đây là nghiên cứu phát triển, nghiên cứu giống giống mới rồi, chắc mỗi năm cắt khoảng 20-30 tỷ đây. Đầu tư và phát triển giống nông mới, bảo tồn nguồn gen, ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp và tiềm năng tạo lợi nhuận tín dụng. Và cái này mình cũng không có hiện tượng gì lắm. Cuối cùng là mảng LTA, mảng nông sản, đúng không? Đây là gạo. Đây là đầu ra của sản xuất nông nghiệp, đúng không? Và bà con nông dân. Mảng lương thực đang lỗ, đúng không? Do và đang lỗ, nó do khởi sản xuất chưa đồng bộ và hiệu quả sử dụng máy nông nghiệp chưa cao, đúng không? Giải pháp của tôi là sẽ tổ chức sản xuất liên tục, giải vụ và tăng hiệu quả từ sản xuất, tháo gỡ các nút củ chai trong mùa đông thu hoạch. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ thăm hỏi các nhà máy bạn để tăng tỷ lệ thu hồi, tìm kiếm đối tác quốc tế, tăng hiệu quả chế biến lúa gạo, nghiên cứu chế biến sâu từ sản phẩm từ lúa gạo. Vậy nay mà này chỉ là doanh số thôi, đúng không? Mình thấy doanh thu thì rất là cao, nhanh, đúng không? Mà đang lộ, đúng không? Và họ nói là theo lý giải là khâu tổ chức sản xuất chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng máy nông nghiệp chưa cao, đúng không?
sử dụng nông nghiệp chưa cao, đúng không? Đây một vài cái còn đề ra giải pháp của chúng tôi là sẽ tổ chức sản xuất liên tục, giải pháp đúng không? Tổ chức sản xuất liên tục, giải vụ đúng không? Tăng hiệu quả từ sản xuất. Tháo gỡ nút thắt cổ chai trong hoạt động thương mại. Rồi, đúng không? Bình là cho nó rồi. Vâng. Tìm kiếm đối tác quốc tế, đúng không? Tăng cường chế biến sâu về gạo. Và vậy là cái tìm kiếm đối tác thì chuẩn rồi, đúng không? Và các cái trên này thì nghe hơi giống trong nông nghiệp, đúng không? Mình không thông về này lắm. Rồi chúng ta vào có một cái email, đúng không? ir@lộcchoi.vn. Ông Lưu Tuấn Vinh, cổ đông 79 đã hỏi đề nghị tập đoàn bổ sung chỉ tiêu về doanh thu của các kinh doanh thay vì chỉ có lợi nhuận như hiện tại. Đúng rồi, hôm trước em đọc là chỉ có mỗi cái kinh doanh là 400 tỷ, 400 tỷ lãi thôi, không thấy có doanh thu. Như vậy rất khó. Ngoái là 10.000 đúng không? Còn cái kinh doanh của năm ngoái như lúc đầu là đề 14 chứ không phải 24. Mà năm nay vẫn không có cái không có cái kinh doanh về doanh thu gì cả, đúng không? Họ anh nêu rất ok, đúng không? Mình trả lời của ông Nguyễn Duy Thuận, đúng không? Hình như là tổng đốc. Đúng rồi, tổng đốc. Đối với Lộc Trời thì phần doanh thu thuộc khá nhiều vào các yếu tố bên ngoài như giá lúa gạo trên thị trường thế giới, sự cạnh tranh của các đối tác, đúng không? Về giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Lộc Trời do đã ký kết hợp đồng đầu ra ổn định, các hợp đồng đầu ra ổn định và có năng lực đảm bảo sự ổn định của các loại nguyên liệu đầu vào, trừ phân bón thì chúng tôi không kiểm soát được. Vâng, ở đây thì họ nói là các hợp đồng đầu ra thì ổn định, đúng không? Có năng lực đảm bảo ổn định có năng lượng vào, trừ phân bón thì chúng tôi phải giao động, do đó chúng tôi như vậy là theo theo như cổ đông, một cổ đông Lưu Tuấn Vinh đúng Vinh đúng không? Đề nghị là đặt mục tiêu cả doanh thu đúng không? Đây thì đạo đúng không? Trời cho là không đạt được vì vì cái giá phân bón đúng không? Là không kiểm soát được và chắc có thể nó biến động mạnh quá, do đó chúng tôi không đưa doanh thu vào cam kết với cổ đông. Ban hành xin cam kết lợi nhuận với cổ đông vì đây là chỉ tiêu quan trọng nhất, đúng không? Chỉ cam kết lãi, đúng không? Rất khó. Ở đây khả năng là mình sẽ quay lại năm ngoái xem có đặt doanh thu không nhá. Tại vì mình nhớ là năm hơn một năm gần đây thì giá phân bón lên rất là mạnh. Còn đây rồi kế hoạch của năm ngoái đây rồi, ăn ra ngày 23 tháng 5 năm 2021, đúng không? Có 20 không bỏ qua. À, lại còn có cả kế hoạch truyền thông và một cái gọi là kế hoạch chiến lược. Và này và hơi mập mờ. Tức là một cái 14.000 2.000 lên mình hiểu rồi đúng không? Một cái 24. Và như vậy năm ngoái là có đặt đúng không? Nhưng mà là năm nay thì không đặt. Như vậy là năm 21 thì có đặt doanh thu. Và năm 22 thì không đặt. Và theo như mình biết thì năm 21 đặt nhưng cuối cùng thì không đặt. Thậm chí kể cả cái kế hoạch 14.000 cũng không đạt luôn. Và như vậy có thể sau khi đặt và bị hớ rất là xa cho nên là công ty đã sợ. Rồi của ông Quách Kim Loan đúng không? Cổ đông số 3 đưa hỏi lợi nhuận thuần chủ động kinh doanh tính tròn là 450 tỷ, tổng lợi nhuận là 527. Và vậy là họ nói về cái kế hoạch của năm trăm à của năm 21 rồi. Và như vậy chúng ta sẽ xuống xem. Và đây chỉ có 400 thôi, không biết là lợi nhuận 500 ở đâu ra. À 500, 500 trước thuế. Và đây đây. 500 trước thuế. Vì đây là có một cái mục lãi khác nhé, 77 tỷ rất cao.
Vâng, đây rồi. Như vậy cái phần chênh lệch tính tròn là 450 tỷ, đúng rồi, đúng 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 đây rồi. Ở đây họ muốn hỏi cái tiêu minh số 33 này. Khoản này gốc là khoản này là chênh lệch gì? Đây, đúng không? Chúng ta sẽ tự 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 kiểm trước, đúng không? Tiêu minh số 33. Đây rồi. Thu nhập khác hỗ trợ nhận được từ các nhà cung cấp 42 tỷ. Thu phạt vi phạm hợp đồng 23 tỷ. Vâng, rất lớn. Thu nhập thanh lý, đúng không? Rồi, cái này có nghiện âm. Cho thuê, ồ. Công ty trên báo trình còn cần tính đến thuế và các khoản chống các lý do thế vẫn chưa. Và như vậy trả lời hơi chung chung đúng không? Đấy, câu này phải để cho kế toán trưởng trả lời. Còn theo như mình nhìn thấy đây thì nó là liên quan đến nhà cung cấp đúng không? Hỗ trợ nhận được từ các nhà cung cấp thu vi phạm hợp đồng. Câu đấy không hay lắm. Trương Hồng Kim, cổ đông số 69 đúng không? Vì sao 2022 công ty đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi so với kết quả đạt được năm 2021? Cơ sở của anh là gì đúng không? Đúng rồi, năm năm 2021 mình nhớ là lợi nhuận là 417 đúng không? Đặt 400 tròn. Cơ cấu đóng góp qua mảng kinh doanh lợi nhuận như thế nào đúng không? Như vậy là cũng là đây xem nào. Cái kinh doanh không đi lùi đúng không? Như vậy là ban hành cam kết với cổ đông lần sau thuế tối thiểu là 400 và chúng tôi nỗ lực đạt kết quả vượt chỉ tiêu này đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu là đúng không? Hỏi về việc đặt kế hoạch lùi 400 tỷ 2022 so với 417 tỷ 2021 đúng không? Như vậy là cổ đông lãnh đạo Lộc Trời đúng không? Họ cho rằng là tối thiểu đúng không? Chứ không phải là lùi. Nếu mà nếu được đường tốt quá rồi đúng không? Hy vọng là không phải lùi. Cam kết là đưa ra và giữ ổn định trong 3 năm dựa trên ảnh hưởng của dịch bệnh và những ảnh hưởng không đoán trước được. Chúng tôi cam kết nỗ lực vượt qua lợi nhuận 400 tỷ. Phần vượt hơn sẽ được trích vào quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và quỹ dự phòng